mình là Hồng Nhung, mình đang theo học ngành công nghệ thực phẩm thuộc trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Và hôm nay thì Nhung đang rất là vui vì Nhung đang có mặt tại cơ sở An Phú Đông, quận 12. Đây là một cơ sở mới đưa vào hoạt động của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Và các bạn biết không, hôm nay để chào mừng các bạn tân sinh viên niên khóa 14 và cũng như là chào mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 đó, thì ở đây hôm nay đang diễn ra rất là nhiều hoạt động sôi nổi. Vậy thì ngay sau đây, xin mời tất cả các bạn cùng theo chân Nhung và theo chân ekip, chúng ta cùng vào trong và khám phá nhé. Của chúng ta để xem các thí sinh của chúng ta nói gì về hoạt động ngày hôm nay nha. Chào ba bạn có thể tự giới thiệu về bản thân của mình được không? Chúng mình đến từ chi đoàn 13 DKT02. Ngày hôm nay chúng mình đem đến cho các bạn một tiết mục nhảy dân vũ. Là sinh viên năm 2, công việc học hành cũng không có ít nhưng mà cũng không phải là nhiều. Tụi mình cũng cố gắng sắp xếp thời gian, công việc, học tập để có những cái buổi tập luyện cùng nhau, để đem đến cho các bạn một tiết mục thật là năng động hấp dẫn ngày hôm nay. Chúc cho các bạn có một buổi giao lưu thật là vui vẻ. Vâng, vậy thì bạn đã tập luyện tiết mục này trong bao lâu rồi? Dạ, tụi mình tập tiết mục này trong vòng 3 ngày. Thời gian cũng không có phải là dài nhưng mà cũng đủ để cho tụi mình tập thành công một tiết mục. Vâng, cảm ơn ba bạn rất nhiều và chúc cho ba bạn có một phần thi thật là thành công. Vâng, xin chào ba bạn và xin chào tất cả các bạn. Hey girl, I'm waiting on you. I'm waiting on you. Come on and let me sneak you out and have a celebration. A celebration, the music up, the windows down. Yeah, we'll be doing what we do, just pretending that we're cool, and we know it too. Yeah, we'll keep doing what we do, just pretending that we're cool. So tonight, let's go crazy, crazy, crazy till we see the sun. I know we only met, but let's pretend it's love and never, never, never stop. Vâng, như vậy là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào đón các bạn tân sinh viên và chào mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 đến đây là kết thúc. Một lần nữa kính chúc các mẹ, các cô và các chị em phụ nữ có một ngày 20 tháng 10 tràn đầy hạnh phúc. Và các bạn hãy đón xem vòng chung kết cuộc thi nhảy dân vũ dự kiến diễn ra vào ngày 8 tháng 11 năm 2014. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.